Hello mọi người nha. Oh, hi. What the hell? Xe sẻ Taiwan. Này cảm ơn quầy. Ta định giới thiệu chị Anh Thương cho Duy quay vậy. Chị Anh Thương đấy, sao chị Anh Thương? Hi, you big fan from TH. Cảm ơn khắp Michen Risa. Này cảm ơn Phạm Thất gửi 7 sao nha. Mã này cảm ơn luôn nha luôn ơi. Cảm ơn Minh Tài gửi 7 sao, cảm ơn Nguyễn Châu gửi 7 sao nha. Rồi ok, nice sự. It's your turn to ban. Ủa, chiến hả ta? Đúng, đúng. À, bạn ơi. Bạn ơi. Hình như phải mở cái mic này mới là mic tổng hay sao ấy. Loa này luôn quá. Bạn ơi. Như lộn mic hay sao, hay là mic này? Alo, alo, alo. Là mic này. Chả biết cái mic nào là mic tổng hết. Bạn Chiến đi với lại Gray. Chiến đi với Gray hay là anh Gấu ta? Có khi nào anh Gấu mời Chiến chơi không? Như anh Gấu mời Chiến chơi hay sao? À, Di Quay ơi, Di Quay ơi, thời tới Di Quay ơi, ông chùm Elsu Di Quay ơi. Di Quay à. Đúng, 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 em yêu đi, sẽ bỏ cho anh đi. You better stay out of my sight. Anh với em sẽ làm cặp đôi hủy diệt. Wow. Hủy diệt tem nó hay hủy diệt tem mình thì chưa biết. Rồi solo kill thấy không? Chạy bộ cho nó biết mình bụi ở đó thôi. Nhưng hiện ra mình đã lòn rồi, nó đây. Nó sao biết được cái đường này được? Sao mà tính tới được? Thể viên đầu thiếu sao tác phục luôn mà. Né quần què né hoài mày. Quay ơi, thằng này nó né đạn anh với em quay ơi. Ủa? Game chơi game mà thấp nhang à. Ê, đừng chơi game vậy nha Lai Bánh ơi. Quay ơi, chơi game thì sự anh tính hết trong đầu luôn á. Cái chiêu này là người ta gọi là cái chiêu là vừa bắn lính vừa bắn người nha mọi người. Thấy không? Biết của anh nó ở đó, ở đó mà. Ghê, bắn eo xù đúng ghê luôn. Nghe chưa? Úi giời. Khoái, phái phái, chạy được miếng. Sao chết rồi? Chắc làm tí về tập đánh quá ta. Về tập đánh đây. Táo. Táo. Cái đạn nó kỳ quá quay. Con này về nhà đâu quay. Sao lấy ba tách lẹ vậy? Láo. Anh hắc map rồi. Nói mà không có tin. Tachi ơi, nói rồi mà không có tin. Mới mua. Bản ở đâu còn lâu mới nói. Không sai em quay à. Anh Tây mày. Em Tây thì mày cút. Rồi. Anh Tây chéo đi sống mà lại anh Tây hẳn qua mặt lấy bánh thế này. Gơi mày. Mấy cái quả né xuống này áp lực hết. Thằng
hai tay yếu lắm rồi đó, chín rồi, còn có cục máu hay sao rồi, mà nó trông nó về rồi. Kìa kìa nó kìa, để tôi làm pha kỹ năng thôi, dùng mấy anh tì lấy tập để bắn nó nước chảy. Chứ anh Gambit đặt 7 đồng quay, nó sợ GC quá nên né nó nha, né nó này quay, né nó này. Con ta chi kìa, cái 7 ngay đây chứ đi, tí là cái 7 sâu hơn. Nào ơi, chân chưa lưu nha, lia xong tên này chạy em ơi. Bàn lính nó khó, nó không có đường thẳng vậy ta. Yêu hết, yêu hết. Yêu hết, yêu hết, EC hết tì. Hất gai lên trời, hay. Này đã cù. Chiến số này, chính là pha kỹ năng này. Về DC, dẫn về DC, dẫn về DC. Cứ đẩy đó cho làm anh. Cái này là pha kỹ năng chiêu 2 cái thứ. Nó còn blue á. Đù gớm mày. Bên kia DC có cầu, anh em biết à? Em yêu ơi đừng về, về là nhùng, về là nhùng em yêu ơi. Nó kêu em yêu Bandom mà, em yêu Tulen. Anh support nha quay ơi. Anh hỏi thăm sức khỏe này. Ủa kiếm ai? Mày thấy 7 của tao có là khắp mọi nơi mà giao không biết. Nó boss luôn á quay ơi. Chỗ này chờ nó không? Quay ơi. Rồi rồi rồi, à, ơi, biết rồi. Đợi tí nha. Nồi nhùng vãi. Cái nó chạy, hai cái nó yếu luôn. Thật quá rồi. Xanh quá rồi, em quay ơi, anh cho nó tầm 4 gì nữa chết hẳn.
hơi nhiều, nhắm hơi nhiều rồi đó. Lùi lùi anh em ơi, mình rút quân đi. Con ghét mà lem quá. Su gây. Cái mạng con Taichi này nhiều tiền vãi, cũng giàu luôn á, 20 tiền. Sao cái cung tà ma gì mà giống như là bên Shopee gì đó, bắn cái gì yếu vãi. Chán thiệt, bắn tưởng nó phải lên nửa khúc nhìn nó mới sướng được. Quá đó là HD xoáy mạnh quá. Cố lên rồi gây. Taichi ra, không biết nó hồi cấp trụ chưa ta. Vô đánh thử mấy cái coi hồi chưa. Chắc nó hồi quá. À, ừ, đừng cho tích tích, đừng cho tích. Hay, hay, vô đánh trụ win đi. Tuyệt vời, nice sư. Quá tính kèo quả đó mình có tốc biến mình sống. Ủa chưa win hả? Chín à? Ok chín à. Game nó có bị lộn vậy ta, nó tính sai chỗ nào vậy thôi.